Hi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu người nè. Hôm nay về em có mấy cái cuộn dây ha, ta da anh em, có CB chống giật nha. Đó, còn có mấy cuộn nè. Lựa không à anh em. Nó cũng mới tầm 95% ha. Mới không à. Đó. Đây. Dây. Để coi dây ha, dây 2 chấm anh em. Dây 2 chấm à. Thì một cuộn này. Cuộn này dài 29m ha. Về anh em mình găm điện 220 bình thường. Không sao hết. Đây mà cái chui á, là cái chui nó là ba chui nha anh em. Khi mà anh em mình găm vô á, mình xây cái chui theo cái hướng mũi tên là cái ấy nó thụt xuống à, cái chui tròn này nó thụt xuống à. Anh em về đừng có cắt nha. Đó, xây cái chiều theo cái mũi tên với mình găm vô ổ điện ha. Đó, chui nào cũng vậy, xây theo mũi tên nè. Nó thụt vô. Đây, mắc in da băng ha, dài 29m nha anh em. Đó, em về được 10 cuộn. Đó, anh em mình mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi phần tiêu đề ha.